Chào mừng anh em đã trở lại với tạp hóa Comix. Như anh em đã biết, mới đây Marvel Studio đã giới thiệu đến các fan Marvel hội đồng Ennis của những vị thần trong thần thoại Ai Cập cổ đại trong series phim Moon Knight. Dĩ nhiên, sự xuất hiện của những vị thần này đã khiến các fan ngay lập tức so sánh với những vị thần trong thần thoại Bắc Âu đã từng xuất hiện trước đó trong Odin hay Thor. Vậy, hệ thống thần thánh trong thần thoại của trái đất thực sự hoạt động như thế nào trong vũ trụ Marvel? Hãy cùng tạp hóa Comix tìm hiểu về hệ thống thần thánh trái đất của Marvel trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu về nguồn gốc của những cổ thần, hay còn có tên tiếng Anh là Elder God, những thực thể đầu tiên xuất hiện trên trái đất. Theo câu chuyện Thor Annual số thứ 10 ra mắt vào năm 1982, thực thể đầu tiên được sinh ra trên trái đất khi hành tinh này còn hoang sơ chính là Demiurge, hiện thân của năng lượng tạo hóa. Trong khi du hành trên một khí quyển, Demiurge bắt đầu gieo năng lượng trên khắp hành tinh và cho ra đời những cổ thần đầu tiên như Chthon, Gaia, Oster, Set và vô số những cổ thần khác. Những cổ thần sinh sống rải rác khắp nơi trên trái đất. Tuy nhiên, một trong số những cổ thần nổi tiếng nhất là Set đã sinh ra hai đứa con là Dembala và Siligut để mở rộng địa bàn. Chưa hết, hắn còn ra tay, sát hại và hấp thụ nguyên khí của một cổ thần khác là Hippus rồi bắt đầu hóa thành quỷ. Những cổ thần còn lại bắt chước theo Set và gây ra cuộc chiến tranh giữa những cổ thần. Điều này cuối cùng đã dẫn đến việc Gaia, nữ thần đất mẹ, đã cùng với cha của mình là Demiurge sinh ra Atum, đại diện đầu tiên của thế hệ thần mới với quyền năng từ chính mặt trời. Với quyền năng khổng lồ, Atom chinh chiến và hấp thụ những tà thần. Nhưng chính điều này cũng đã khiến ông ta trở thành Demogorgon, con quái vật nuốt chửng những vị thần. Dĩ nhiên, chỉ có một số ít những vị thần sống sót sau cuộc thanh trừng của Atom, bao gồm Chthon và Gaia. Trong quãng thời gian này, Chthon đã viết ra cuốn sách ma thuật Darkhold và rời khỏi trái đất trước khi bị Demogorgon bắt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Atom bay lên trời và giải phóng nguyên khí của những vị thần mà ông ta đã tiêu diệt trước kia và sau đó bay thẳng vào mặt trời. Sau cuộc chiến của những cổ thần, Gaia dung hòa nguyên khí của mình với vạn vật trên trái đất. Khi Gaia có ý định chấm dứt loài khủng long để giúp những loài thú có vú có thể tiến hóa vào cuối kỷ phấn trắng, vào thời điểm khoảng 66 triệu năm về trước, người em của bà là Set vì đã quen hấp thụ nguyên khí nhờ vào loài khủng long nên đã quay ra đối đầu với Gaia. Cũng vì vậy, Gaia đã triệu hồi con trai của mình là Atom hay Demogorgon lên một lần nữa để đối đầu với cổ thần Set và trục xuất hắn ta ra khỏi trái đất. Sau đó, nữ thần đất mẹ cùng với Atom và Demiurge sản sinh ra những vị thần trong thần thoại của những nền văn minh khác nhau. Sau đó, tiếp tục cùng thế hệ thần này sản sinh ra những vị thần thế tiếp theo. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, được tin về ý thức của loài người trên trái đất được cho là đã chạm đến nguyên khí của những cổ thần được Atom giải phóng năm xưa và cũng bắt đầu sinh ra những vị thần mới trên trái đất này. Theo cuốn Bách khoa toàn thư về thần thánh của Marvel là Thor and Hercules Encyclopedia Mythologica, có tới hơn 20 nhóm thần khác nhau trên trái đất của Marvel. Trở lại với những cổ thần, Chthon sau này đã trở thành bậc thầy ma thuật hắc ám và cũng chính là kẻ sẽ bàn ma thuật hỗn loạn cho Scarlet Witch. Gaia thì vẫn duy trì vai trò nữ thần đất mẹ và trở thành mẹ đẻ của vô số những vị thần trên trái đất. Oster trở thành người ban phát ánh sáng và công lý, sau này sẽ đi chu du khắp vũ trụ để học ma thuật và sinh ra Agamotto, pháp sư tối thượng đầu tiên của trái đất. Bà cũng là người đã viết ra cuốn sách ma thuật The Book of Vishanti, đối nghịch với cuốn sách Darkhold của Chthon. Và để cho anh em tiện theo dõi video, thì dưới đây sẽ là danh sách một số thông tin mà chúng mình tổng hợp lại được về hệ thống thần thánh trên trái đất trong vũ trụ của Marvel. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây.